rồi hả? Sao ngày nay một mình buồn vậy? Rồi sao tự nhiên ly dị với mình rễ vậy? Tự nhiên đâu mà tự nhiên. Chị đã có ý định này mấy tháng trước rồi. Mà tại vì tới giờ chị mới quyết định nên là mới báo với em. Rồi chị ở căn hộ một mình hả? Trước mắt là vậy. Em nghĩ á, chị nên về nhà ở với ba mẹ đi. Chi vậy? Em lo cho chị ở nhà một mình, buồn chán. Thôi về nhà có ba mẹ nói chuyện cho khuây khỏa. Ờ, cũng đúng ha. Chắc chị phải về với ba mẹ mấy ngày mới được. Chị quyết định vậy là đúng rồi đó. Với lại chị ơi, ngày mai á, chị em mượn căn hộ một ngày nha. Chi vậy? Em có hẹn với bạn gái mà không có tiền đi nhà nghỉ. Không bị bầm tới vậy đúng hả? Không có tiền đi nhà nghỉ luôn. Vậy yêu đương chi cho mệt vậy? Không phải vậy đâu. Em chỉ lo cho sức khỏe của chị thôi. Với lại căn hộ của chị rộng rãi gì đó. Để vậy cũng lãng phí. Chị em mượn một ngày đi. Thôi mày đừng có điêu. Có bẻ đầu mày giờ. Chị năn nỉ chị luôn á. Chị em mượn đi. Năn nỉ nha. Được rồi. Qua đi. Chúng ta mượn. Yeah. Cảm ơn chị. Con gì đâu rồi? Ba nó ẩm đi rồi chứ đâu. Anh rể ẩm đi khi nào? Lúc chị ngủ cái ẩm lén vô ẩm nó đi mất rồi. Trời ơi, bà ngủ kiểu gì mà con ẩm đi bà không biết? Biết chích liền á. Bà lén đường nhỏ vậy á, quần áo đó làm sao? Thì chị đem qua bển chứ đâu. Gặp sách nữa. Chị cũng mang qua bển luôn. Chị còn mấy chơi game thì sao? Cái đó thì... đưa em giữ cho. Em đang cần, mà coi trên mạng nó mắc quá à. Nghĩ sao trong tình cảnh này mà còn muốn lấy cái máy chơi game của con nhỏ nữa? Không, em chỉ lo cho con của chị dính vô game rồi nó bỏ học hành. Em tham gì với mấy chơi game đó, chị hiểu không? Hiểu quần què chứ hiểu. Ủa chị, mà sao chị ly dị với ông anh rể vậy? Nó cắm sừng chị. Tù hàng khốn nạn. Hú hồn chim én. Không có được. Còn mày tính làm gì vậy? Yên đó đi. Thôi, tao nói đừng có gọi cho nó. Hello, anh rể hả? Sao lại làm như vậy? Chị em nói như ngoại tình đúng không? Anh, sao để phát hiện sớm quá vậy? Để 2 ngày nữa rồi phát hiện. Trời, 2 ngày nữa là sinh nhật em rồi đó. Anh định trốn tránh trách nhiệm đúng không? Quà sinh nhật của em thì sao? Ủa mày đang làm quái gì vậy? Giờ anh tính sao đây hả? Thiệt hả? Em cảm ơn anh nha. Chúc anh ngoại tình vui vẻ. Dạ dạ. Ủa bọn chị mày chết rồi gì mà mày làm vậy vậy hả thằng kia? Chị không hiểu ý của em rồi. Dù anh chị có ly dị thì quà sinh nhật vẫn phải tặng cho em chứ, đúng không? Mày thử nhận đi, tao đá cái chi mày lên đợt cây ngót líu lo luôn á.